Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Danh ca Giao Linh Tiên Thật Độ Thị Sinh, bà sinh năm 1949 tại Sài Gòn. Trong một gia đình nghèo của bảy chị em, mặc dù gia đình không có ai làm nghệ thuật, nhưng bà mê ca hát từ nhỏ và mẹ của bà vẫn lén vào mời thầy dạy nhạc cho con dù người cha không đồng ý. Nghệ danh Giao Linh là một trong người bạn thân đặt cho bà khi bà tỏ ước mơ ca hát của mình. Người bạn đó tin rằng nghệ danh này sẽ đem nhiều may mắn cho cô Đỗ Thị Sinh. Danh ca Giao Linh quen ông Võ Hoàng Sang từ năm 17 tuổi, nhưng sau đó lạc mất nhau. 20 năm sau họ mới gặp lại và trở thành vợ chồng. Sự nghiệp âm nhạc của danh ca Giao Linh sau khi kết hôn đều có sự đóng đặt biệt của chồng bà. Ông Võ Hoàng Sang là người trực tiếp lựa chọn các khúc cho vợ hát trong các album ca nhạc nổi tiếng được phát hành trong và ngoài nước từ thập niên 1980 đến 1990 như Đôi Mắt Ngày Xưa, Sầu Muộn Thiệp Hồng, Đường Tình Đôi Ngã Rồi Ngày Mai Xa Nhau. Giao Linh nổi tiếng và dòng nhạc Sài Gòn trước năm 1975. Nhờ vào giọng hát đặc biệt, trầm buồn, làm thổn thức người nghe nên bà bảo dưới và khán giả đương thời phong danh hiệu Nữ Hoàng Sầu Muộn. Nghệ danh đó gắn liền với tên tuổi của Giao Linh. Suốt những thế kỷ qua và hôm nay giọng ca đó lại thêm một lần sầu muộn nữa. Bà và nghẹn ngào hát lên tiễn biệt chồng lần cuối. Năm 1966, bà đại diện cho AGI Việt Nam tham dự một chương trình văn nghệ và gặp được nhạc sĩ Trúc Hồ. Bà đã chủ động làm quen để có được buổi thu âm vào ngày hôm sau. Buổi thu song thành công đã đem đến cho Giao Linh một hợp đồng thu đĩa nhạc quyền 3 năm với Cornetto. Cuộc gặp đình mệnh ấy đã làm thay đổi cuộc đời của cô gái mang tên Đỗ Thị Sinh và cùng đánh dấu sự ra đời của nghệ danh Giao Linh từ đó. Cuộc đời bà cứ trôi theo tiếng hát, cứ theo những lo toan cho gia đình, hạt mê. Đến khi giật mình nhìn lại, danh tiếng tiền bạc, mọi thứ Giao Linh đều không thiếu, chỉ thiếu một người đàn ông để nương tựa. Những người bạn đời đến với Giao Linh ngày ấy không ai vui vẻ, trừ trách nhiệm lo cho gia đình mà bà đang gánh trên vai, vậy là bà không tròn họ. Năm 1982, Giao Linh rời Việt Nam sang Canada đoàn tụ với gia đình, tiệm phở Linh ở Toronto. Là nguồn thu nhập chính của những người năm tháng ấy vì Giao Linh không đi hát nữa. Sau này mỗi lần có người hỏi, bà đều bảo mình tin vào số phận, tin vào sự sắp xếp của số phận. Số phận đã sắp xếp cho Giao Linh kết hôn năm 1988 với một người bạn đời từ thời Mai Trúc Mã. Nhưng người ấy đã từng có ba đời vợ và đang nuôi 6 người con. Giao Linh cũng đã 37 tuổi. Giao Linh theo chồng về định cư ở San California, Hoa Kỳ. Bà bắt đầu đi hát lại, thu nhiều băng dĩa cho các trung tâm ca nhạc, trong đó có trung tâm băng nhạc Giao Linh. Ai cũng có niềm kiêu hãnh riêng của mình. Với nghệ sĩ, niềm kiêu hãnh đó còn lớn hơn gấp bội. Họ tự hào vì nghề bao nhiêu, nổi tiếng bao nhiêu thì thường họ cũng sẽ kén chọn bạn đời bấy nhiêu. Nhưng ca sĩ Giao Linh dường như đi ngược lại với những quy luật bất thành văn ấy. Bà chấp nhận lấy một người đàn ông có ba đời lo, thậm chí có 6 người con. Lúc đó những người khuyên ngăn Giao Linh, họ sợ bà không khổ, cố vì con riêng của chồng là một lễ. Họ còn sợ bà khổ vì những vì chồng. Lúc đó nhiều người khuyên ngăn Giao Linh, họ sợ bà khổ, cố vì con riêng của chồng là một lễ. Họ còn sợ bà khổ vì chồng bà là người đàn ông hào hoa, có rất nhiều phụ nữ theo đuổi ngay từ khi thời trai trẻ. Nhưng bằng cả sự chân thành cho đi, bà yêu thương con chồng như con đẻ và lo lắng cho chồng bằng những... Nhưng bằng tất cả chân thành cho đi, bà yêu thương con chồng như con đẻ và lo lắng cho chồng bằng nghĩa một người bạn và tình của một người vợ nên hạnh phúc cứ tự nhiên đến.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.